Rồi khâu tay nhá. Kéo tay nha. Khó chưa? Khi các con được nghỉ ở nhà nhiều ngày thì thường việc đau đầu của bậc phụ huynh đó là làm cách nào mà chơi được với các con, giúp các con tránh xa được như là điện thoại này, TV này, iPad này mà vẫn giúp cho cuộc chơi được vui. Cha mẹ và con cái phải gắn kết được với nhau. Và để làm được việc đó thì mọi người hãy xem hôm nay Khôi và các con Khôi sẽ chơi như thế nào nhé. Ken ơi, con tắt điện tử đi, đừng chơi nữa. Tắt đi. Thôi thôi, tắt luôn tắt luôn. Bố sẽ nghĩ cho con một trò chơi. Một trò chơi. The next morning. Khác. Chuyện tử không tốt. Con tắt luôn đi. Nói làm liền. Ok. Ken, bà Đăng Anh, đừng mời hai bạn đứng xuống đây. Các cô chú ơi, các cô chú nhớ bấm subscribe đăng ký và bấm vô quả chuông nhé, để ủng hộ gia đình con nhé. Con chào các cô các chú. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi, đó là làm cách nào mà miếng vui vui này để trên trán tự dưng cơ mặt để rơi mà ăn được là người đó chiến thắng. Trò chơi không sợ dơ. Trò chơi không sợ dơ. Và bây giờ bắt đầu. Ok. 3, 2, 1. Bắt đầu. Rồi thử tay nhá. Một sắp thắng rồi này. Ờ. Đây một cái thắng Ken này, nhìn này. Con xếp chúng rồi. Nhìn này. Rồi Ken ơi, bố vẽ Đăng Anh nè. Đó. Đăng Anh ơi, bố vẽ con nè. Bố vẽ con nè. Cắt cái mồm này. Rồi. Con đang há ra là để ăn bánh này. Ok rồi, để bố. Đừng. Đâm nha. Không. Rồi. Phải cắt nè. Đó. Đó, bố cắt nè. Bố cắt miệng Đăng Anh được không? Đây có muốn bị cắt miệng này không? Đây có muốn bị cắt miệng này không? Cắt miệng này thì làm sao nhờ? Mình có ăn được nữa không? Con có muốn hay con không có miệng thì con sẽ bị làm sao? Không ăn được thì đói à? Rồi, làm sao được không? Mọi người có nhìn thấy con heo Đăng Anh này xinh không? Và một trò chơi tiếp theo sẽ là thử thách độ khéo tay của các bạn. Khi chúng ta đặt vào đây này, nhìn này, như này là thằng. Đó, làm sao con mắc thế nào?
để rơi được. Đó, yeah. Trò này gọi là con heo ăn quýt. Rồi, nào. Đặt tay làm đi, đặt tay làm đi. Nào, phải kéo tay nhá. Khó chưa? Ôi, thắng rồi nhưng mà phải rơi vào đây cơ. Nào, rơi lên. Ui, rơi đặt tay. Đây, phải có đi. Hay chưa? Ui, khó chưa đang ai? Phải khéo tay làm mới được nhá. Wow, yeah. Có thi 3 quả nhá. Ok. Có làm 3 quả chắc khó. Đây này. 1 quả, 2 quả. 2 quả 2 điểm. Giờ tới lớp con. 3 quả. Nào con phải để đây. Con để vô đây. Giờ 3 quả 3 góc khác nhau. 1 quả. Ồ, khó chưa? Ồ. Yeah. Rồi đang anh. 3 quả. Đang anh là 3 quả. Đang 4 quả đi. Không, đang anh 3 quả thôi đã. 4 quả. Và 3 quả mỗi người một chừng lần. Nào đang anh. Để xong nhá. Để góc 3 góc khác nhau. Ờ đang anh lăn đi. Ồ, rớt ra ngoài rồi, phải để rớt ở đây này đang anh. Ồ, đang anh giỏi thế. Ồ. Wow, yeah nào. Thấy rồi đó, chơi các con rất là mệt đúng không nào? Và phải nghĩ ra nhiều trò chơi rất là sáng tạo và thậm chí là phải hiểu con mình thích chơi trò chơi gì. Và từ nãy giờ thì Khôi đã tốn rất là nhiều năng lượng này, rồi là bị bầm này, bị chày với các con này, rồi phải rất là phải suy nghĩ làm cách nào để giúp cho các con có thể chơi được ít nhất với mình được 1 tiếng đồng hồ. Nhưng thế con chơi vui thì mọi người thấy không? Dù mình vất vả một chút nhưng mà rất là đáng đúng không? Gia đình các bạn mà có những trò chơi nào, ý tưởng nào thì hãy gửi đến cho Khôi nhé. Để Khôi có thể xem và bắt chiếc để có thể giúp cho nhà Khôi có được thêm nhiều trò chơi vui hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người ơi, mọi người nhớ ấn nút đăng ký ở dưới mỗi video để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ gia đình Đăng Khôi Thủy Anh nhé. Và mọi người đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nha.